Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và thưa quý vị khán giả, quả thật là trong cuộc sống này thì đôi khi chúng ta nhìn ở một cái góc nhìn bên ngoài, chúng ta hay có những cái cảm thán là trời ơi sao cái người đó họ sướng quá, trời ơi cái người đó họ ngon lành quá. Và đặc biệt đó là những cái lúc mà trong lòng của chúng ta rối bời á, chúng ta hay có cảm giác là sự bất hạnh trong cuộc đời này có vẻ nó đổ dồn vào một mình thôi. Còn mình nhìn ai cũng rất là bình an, nhưng mà thật sự thì ai cũng có chuyện. Và nhân vật ngày hôm nay của chúng ta chắc chắn là cũng sẽ có câu chuyện của họ. Vậy thì nhân vật của tuần này là ai? Bây giờ mời quý vị khán giả sẽ cùng làm quen với bạn ấy. Em chào chị Nhi à. Bây giờ mình có cái nhạc hiệu gì mà người ta nghe cái là người ta nhận ra mình liền không nè? Vô nè, 2, 3. Một tình yêu bao la như một đời yêu, mệt đứt hơi lao sao ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao đang quay về thôi, hạt long lanh cho ngày lên tính khói. Trời ơi, nghe like hay đứt đoạn nha. Chị rất là thích cái đoạn này. Cái năm mà mình đầu tiên mình hát cái bản này là năm đó là năm bao nhiêu nhớ không? 2018. Là cũng mấy năm về trước. Có phải câu trong đúng cái đoạn em vừa mới hát đúng không ta? Có những khi mà chúng ta mệt đứt hơi nhưng mà chạy lanh quanh tìm không có ra cái lối nào hết trơn. Cái trải nghiệm đó em có không? Không những có mà còn nhiều nữa. Nhiều nữa. Cuộc sống của em nó gắn liền với những cái mối quan hệ nhiều hơn. Kể cả gia đình lẫn tình cảm cũng vậy. Vậy thì bây giờ em muốn nói về tình cảm hay em muốn nói về gia đình? Chắc là bây giờ cho em nói về cái nặng trước. Đó là về gia đình. Ít người biết gia đình của em từng là một gia đình có một cái mức thu nhập về kinh tế rất là cao. Cách đây hơn 20 năm đó. Em nhớ cái thời đó 2000-2001 gì đó, một tuần là em sẽ có khoảng 150 ngàn. Mà đi học tiểu học nha. Là học tiểu học. Mà cái đó chưa phải là tiền đi học, cái đó như là tiền đi chơi thôi. Rồi thậm chí ngay cả ba em đi công tác Trung Quốc hay là Hồng Kông thì vẫn mua đồ chơi về cho em thường xuyên. Cái khoảng thời gian còn nhỏ của em là Rất đủ đầy. Nhà em có mấy anh chị em? Nhà em thì có tổng cộng là 6 người. Và em là thứ tự trong nhà, là thứ mấy? Em là út. Đến khoảng năm 14 tuổi, giống như là chị ngủ một đêm thức dậy thì trong tay mình không còn gì hết. Trong một đêm thôi? Trong một đêm rất thôi. Đột ngột. Đúng rồi. Thì cái thời điểm này vẫn còn nhỏ quá. Em vẫn hay thường hay đi khoe, lâu lâu em đi khoe tụi nó là ba mẹ của tao mới bán nhà rồi. Thì mình không biết. Mình cứ nghĩ là bán nhà là sẽ có tiền, có vàng chẳng hạn. Dời về một cái chung cư ở quận 5 khá là nhỏ, nhưng mà em với ba mẹ là ba người phải sống chung với lại gia đình bốn người của anh thứ năm của em. Thì thứ tư của em có biến cố rồi vẫn dọn về căn nhà đó sống. Và gia đình nào cũng có những cái nỗi đau, những cái biến cố. Lên cấp 2 rồi, cũng chưa hiểu. Em được gia đình bao bọc cả một cái khoảng thời gian tuổi thơ. Mọi người có nói với em về những biến cố đó không? Hay là mọi người cũng cố tình cho em một cái thông tin khác đi để em thật sự cũng không hiểu được? Trước là mọi người không nói. Nhưng mà sau này khi mà em vẫn còn sống quen với lại cái tính lúc nhỏ, mình bị thắc mắc, lúc trước mình muốn cái gì cũng có hết. Bây giờ thì đôi khi mình chỉ muốn những cái điều nhỏ nhặt thôi, ba mẹ cũng không đáp ứng được cho mình. Cái khi đó thì gia đình mới cho em biết là bây giờ nhà của mình không còn giống như ngày xưa nữa. Tuy là gia đình của em có thể gọi là phá sản, nhưng mà may mắn là ba của em không có vướng vào bất kỳ một cái khoản nợ nào hết, cho nên là vẫn còn có thể lo được cho em đi học. Nên là mỗi ngày trôi qua thì vẫn có thể bình an trong cái khả năng đó để đi tiếp chứ. Đúng rồi. Cái lúc mà gia đình lật bài ngửa với mình là năm đó mình lớp mấy mới lật bài ngửa? Năm đó hình như là em mới lớp 7 rồi. Đúng cái tuổi vậy thì cái tuổi mà mình lại rất là cần một cái sự yên tâm về vật chất ở bên ngoài. Em đón nhận cái tin đó trong cái trạng thái như thế nào? Đầu tiên thì chắc là mình hơi bị hụt hẫng chút. Đến cái thời điểm đó, đôi khi đi ra ngoài hay khoe khoang với bạn bè, vì ba của em ngày xưa từng chủ của một cái công ty xuất khẩu hải sản. Thì mình vẫn luôn luôn tự hào với cái điều đó. Và khi mà mình biết không phải nữa thì giống như là trở thành một cái người nói dối vậy đó. Chưa có chấp nhận được cái sự thật đó, vẫn tìm mọi cách để mà mình chứng tỏ cho bạn bè biết là gia đình của mình vẫn còn rất là ổn, chu cấp được đầy đủ như là ngày xưa. Nhưng mà thật ra lúc đó là không còn. Trong cái hiện trạng của thời điểm đó, em có chút oán giận ba mẹ và em cũng nổi loạn theo kiểu là vì sao ba mẹ lại không duy trì được cái mức sống đó cho mình không? Oán giận thì không. Tuy là ba em là một cái người rất là chiều em, nhưng mà ngược lại mẹ em thì là một người rất là khó tính, không chấp nhận được mình tìm cái cách nào đó. Thậm chí là cái thời điểm đó có những cái lần trong đầu của em nảy sinh ra cái ý nghĩ là mình có nên ăn cắp tiền để mình dùng hay không. May mắn là lương tâm nó thức tỉnh đúng lúc.
cho nên là vẫn chưa có làm cái gì có lỗi hết. Em cũng không biết là phải giải thích sao, mà có lẽ là cũng là tại vì cái sự bảo bọc đó. Cái khoảng thời gian mà tiểu học với trung học của em á, em phát triển chậm hơn mọi người nhiều lắm về mặt tư duy. Chị Nhi A tin không, là đến năm lớp 7 á là bà ngoại vẫn còn phải tắm cho em. Có khi nào trong cái sự bảo bọc đó nó nảy sinh ra những cái sự không hài lòng của những người anh, người chị trong gia đình của em, để hỏi tại sao cứ phải lo cho thằng Quang như thế này, nó đã mười mấy tuổi rồi. Bây giờ thì khác rồi. Còn trước đó thì giữa em với lại các chị, cái cảm giác nó khá là xa cách. Lập gia đình sớm và rời gia đình trước khi mà em được sinh ra. Cái lứa tuổi của em cũng cách anh chị rất là xa. Cái lẫn quẩn mà em bị vướng mắc đối với cái quan hệ gia đình của mình, nó nằm trên ba, trên mẹ, trên anh chị hay là trên một cái điều gì đó mà mình chưa tỏ bày được? Trong ký ức của em thì cái thời điểm đó làm họ đủ trưởng thành để hiểu thì nó không đột ngột. Nhưng mà đối với em thì nó vẫn rất là đột ngột. Tại vì không có ai cho em biết là bà ngoại đang bị cái gì hết. Không hiểu tại sao mà ngoại cứ phải vào viện từng ngày lại yếu dần. Rồi sau khi mà bác sĩ trả ngoại về thì ngoại lại khỏe lại. Thì kiểu lúc đó mình còn nhỏ mà đâu có biết đâu. Thì em thấy khỏe rồi. Dạ, em rất là mừng về chuyện đó. Nhưng mà sau đó khoảng chừng một tuần thì ngoại mất hẳn. Tới bây giờ cũng còn một cái chuyện mà mỗi lần mà em nhìn lên bàn thờ của bà ngoại mà em cứ rơi nước trong lòng ngoại. Khi mà ngoại sắp mất á, em có vào thăm ngoại rồi ngoại đưa tay để ngoại nắm tay em. Nhưng mà không biết sao lúc em nhìn cái hình ảnh đó em lại không có dám nắm tay bà ngoại. Mà nhiều khi em nghĩ là nếu như mà lúc đó mình nắm tay của ngoại được một cái thì chắc là bây giờ nó trọn vẹn hơn. Thế thì cái sự hụt hẫng sau khi mà ngoại đi như vậy thì em có ai để em kể không? Chỉ có cái người vú nuôi của em thôi. Chớ trêu một cái là cái người vú nuôi của em lại là một cái người bị câm điếc bẩm sinh. Tất cả những cái mà em cần tâm sự thì em không có thể nào nói ra thành lời được. Vú chỉ có thể chăm sóc được mình thôi. Dạ đúng rồi. Em lúc nào cũng có một cái khoảng cách nhất định đối với chính người nhà của mình. Đôi lúc là cũng không có đủ can đảm để thổ lộ bất kỳ một cái tâm sự nào của mình với người nhà. Xa cách giữa em với lại các chị. Tại vì em với các chị đâu có ở cùng với nhau. Mà tuổi của em thì nó cũng giống như cỡ tuổi con của các chị vậy. Cái chuyện này thì em chưa bao giờ nói hết. Khi mà có tiệc tùng gì, thay vì là em ngồi ở cái bàn dành cho anh chị em, thì em lúc nào cũng bị bắt ngồi ở bàn của con cháu. Đôi khi mình cố tình mình ngồi vào bàn của anh chị với ba mẹ, nhưng mà chưa được 5 phút thì bị đẩy xuống. Mọi người lại đẩy em ngồi xuống bàn của con cháu. Mỗi lần như vậy là em đều ấm ức. Cho đến khi mà em học xong lớp 12 cũng vẫn còn bị cái tình trạng đó. Có ai lý giải cho em tại cái thời điểm đó là vì sao là cái bàn của em phải là cái bàn ở dưới kia kìa, cái bàn của cái đám kia kìa, chứ không phải bàn ở đây? Con nít thì ở dưới kia, ở đây người lớn nói chuyện. Có một câu duy nhất đó: tự mình làm cho mình cô đơn. Nên em nghĩ nếu như mà lúc đó em có thể nói ra cái suy nghĩ của mình được thì chắc là mấy anh chị cũng sẽ hiểu. Vậy thì từ cái sự cô đơn và tách biệt đó, nó có dẫn đến cái khủng hoảng nào đó trong mối quan hệ với gia đình mà nó tạo ra những cái vết thương lớn hơn nữa không? Có một thời gian không có muốn nhìn mặt của những người trong nhà. Chị có tin có một cái khoảng thời điểm mà em đi học á, tìm cho mình cái cớ nào đó để mình về nhà càng trễ càng tốt. Mình không có muốn bước về nhà. Nhưng mà trong mắt của người lớn lúc đó là em là cái đứa không chịu về nhà vì ham chơi. Rồi em đi đâu? Thường là em sẽ ngồi ở trạm xe buýt lân la đi ăn những cái hàng quán ở trước trường. Bạn muốn về không cho nó về, nên mình ngồi mình nói chuyện với tao một xíu nữa đi. Đi lên xe buýt chạy tới trạm của nhà mình rồi không xuống, để cho nó chạy luôn. Có trận đòn nào mà mình phải ăn khi mà tại sao đi về nhà quá trễ mà vô lý như vậy chưa? Có chứ. Dễ có gì mà không thích đâu. Im lặng vậy luôn. Rồi cái trong mắt của người lớn đó, mình là một thằng bé bất trị luôn. Dạ. Đến thời điểm này thì cái cảm giác với gia đình nó đã chuyển hóa chưa, hay là nó vẫn là như vậy cho đến bây giờ? Đó là từ lúc mà em bắt đầu kiếm được tiền. Là năm bao nhiêu tuổi? Năm 15, 16 tuổi gì đó. Rồi kiếm tiền sớm vậy luôn? Tại vì đến năm lớp 9 á, thì em quyết định là em không đi học nữa. Em đã từng làm những cái nghề giống như là đi khảo sát thị trường, rồi làm lơ xe tải, thậm chí cả đi giao hàng. Năm lớp 9 mình quyết định không học nữa. Thì cái quyết định đó là đến từ phía của mình. Rồi gia đình nhìn nhận như thế nào? Vẫn là một thằng bé bất trị. Đúng. Để không vào trung học phổ thông. Em vẫn nghĩ là chắc gia đình sẽ cản. Nhưng mà em không hiểu sao đó. Mẹ em chỉ hỏi là có quyết định kỹ chưa? Kiểu mình đang có đà thì mình làm tới luôn. Con quyết định kỹ rồi, giờ con muốn nghỉ học. Khi mình nói với mẹ là con sẽ nghỉ học, mình cũng có mong muốn mẹ có năn nỉ, có kèo nài mình, có kêu mình là thôi con đi học tiếp đi. Mình có mong muốn cái sự ủi an đó của mẹ không lúc đó đó? Rất là không. Rất muốn có người an ủi mình, nhưng mà lại chẳng cần ai an ủi. Em cũng không biết tại sao lúc đó em như vậy. Thì có lý do hết mà, những cái lý do nãy giờ em liệt kê đó.
mất mát bất ngờ và cả những cái mất kết nối mà em có với gia đình, nó dẫn đến một cái cậu bé cô đơn trong một thời gian dài. Để rồi mình tự thấy rằng là mình không cần ai cả trên đời này. Thế thì khi mà mình nói với má là con nghỉ học, con suy nghĩ kỹ rồi, trong thời điểm đó em nghĩ cái gì trong đầu về cái việc là sau khi nghỉ học mình sẽ làm cái gì đầu tiên, cái kế hoạch của em lúc đó là cái gì? Em nghĩ là bây giờ đi ra đường kiếm được tiền thì nhìn mình sẽ ngầu hơn, nhìn mình an hơn, hay mình có giá trị hơn. Lúc đó em đi tìm kiếm giá trị của bản thân. Vậy thì lúc đó em nghĩ tới cái công việc gì đầu tiên? Cái đầu tiên là em đi làm lên xe tải. Rồi, là do mình xin đi hay mấy chú lôi mình đi? Em tự xin đi. Người ta cho. Trời ơi. Thể trạng mình lúc đó tốt không? Tốt cái gì? Không bao giờ nhiều. Cho nên lúc là... đó là em có 70+ kg rồi. Người ta nhìn, không, thể trạng đây lúc đó là chiều cao cân nặng nè. Nhưng bây giờ thì vẫn ổn. Có điều đó là chỉ sợ lúc đó một cái thằng bé mà lớn lớp 8, lớp 9 nó nhỏ con rồi nó còi cọc, thường mấy chú đâu cho đi theo. Không, mình cái thời điểm đó thì em thấy cái tuổi đó mấy đứa nó cũng đi lơ xe tải nhiều lắm. Mình đi luôn. Đi luôn. Đồng tiền đầu tiên mình kiếm được bao nhiêu? Được có 1,000,000 Triệu mấy trong một tháng hả? Trong 2 tuần. Trong 2 tuần được 1,000,000. Vậy thì 1,000,000 trong 2 tuần đó nó được đổi bằng những cái sức lao động như thế nào? Nó cũng có một số cái cực nhưng mà nó vui. Chỉ biết ở trong cảng là xe công container ra vô thường xuyên. Nhiều khi mình nhìn mình cũng sợ đó. Không lấy gì về quê lắm. Quê, lại quê, đi là phải đi cho tới, đi đúng không? Rồi. Thì đâu có quen với lại cái việc mà những cái nhà vệ sinh công cộng đâu. Không quen được với cái bối cảnh hỗn độn ở chốn giang hồ như vậy. Cái anh tài xế lúc đó anh thương lắm, cũng không có bắt em làm quá là nhiều việc. Giờ giấc thì sao? Đi xuyên đêm là chuyện bình thường, những cái điều là ngủ thì ngủ trên xe. Nghĩa là cũng sương gió bụi trần 2 tuần lễ. Rồi có cái sinh hoạt nó không có giống như ở nhà mình cũng phải quen. Cả những cái điều đó mình chứng kiến trong 2 tuần, mình tham gia trong 2 tuần, đổi lại một cái cục tiền đầu tiên trong đời tự kiếm được là hơn 1,000,000. Hơn 1,000,000. Lúc cầm hơn 1,000,000 đó làm gì với nó? Đưa cho mẹ 500. Cảm giác mình về đưa cho mẹ 500,000 trong đời lần đầu. Thấy tự hào. Sướng lắm. Lúc đó em có nhớ cảm xúc của mẹ không? Mẹ thì mẹ khóc. Mẹ khóc. Em nhớ cái thời điểm đó là gia đình của em cũng chuẩn bị chuyển xuống Long An rồi. Anh rể của em là chồng của chị cả, ảnh là cái người đầu tiên nắm em về. Anh nói nhưng mà em làm cái nghề này suốt đời em sẽ dính vào cái nghề này luôn. Anh bắt buộc em phải đi về đi học lại. Sau đó em về Long An với lại ba mẹ thì em mới bắt đầu học lại lớp 9, lớp 10, 11, 12. Vậy là tổng thời gian mình đi hành tẩu giang hồ là được bao nhiêu lâu? Được hơn 1 tháng đó. Được hơn 1 tháng, 2 lần tiền lương đem về. Chị hỏi thiệt nha, trong hơn 1 tháng đó em quý trọng giá địa chỉ của gia đình không? Nói thật thì thời điểm đó em không muốn về, em vẫn không muốn đi. Có một cái làm cho em suy nghĩ là trước tới giờ mình đang hiểu lầm về cái cách đối xử của anh chị dành cho mình. Tại vì em thấy là sau khi mình xảy ra biết bao nhiêu chuyện á, chính anh chị là cái người kêu mình đi về. Lúc đó tự nhiên mình tin vào tình yêu, tin vào cái điều mà mình được gia đình dành cho. Đúng. Còn trước đây là cứ mơ hồ. Rồi quyết định là quay về. Lúc mà mới quay về đi học lại có mặc cảm không? Có chứ chị, tại vì em lớn hơn mấy đứa học cùng lớp mà 2-3 tuổi gì mà. Còn có những người họ thích chọc ghẹo thì họ hay ghẹo mình là thằng này chắc lưu bang. Có khi nào bực bội muốn đánh bạn không? Có chứ. Trời, có luôn hả? Có bạo lực học đường luôn rồi. Không phải là bạo lực học đường đâu. Nhưng mà cũng có muốn. Cũng có muốn chứ, tại chị biết là đi ra ngoài làm 1 tháng ở ngoài mà dễ gì mà nó không có những cái chuyện tay chân xảy ra. Và chị tin là đó là những cái thời khắc mà em hiểu rằng là gia đình vẫn tốt hơn á. Gì thì vẫn là tình thân, vẫn là sự an toàn nhất định, chứ nó không có sát phạt, nó không có triệt hạ nhau đến mức như vậy. Mọi chuyện nó tạm ổn để mà mình đi tiếp. Đúng rồi. Khi mà về Long An rồi thì anh hai của em cũng về nhà sống với gia đình. Thì thật ra nó là về nhà sống thôi, nhưng mà thật ra là anh hai của em đi cai nghiện về. Cái thời điểm khi mà em còn nhỏ thì anh hai của em là một cái người làm hair stylist rất là nổi tiếng ở quận 5. Thì hầu như là cả cái thị trường tóc ở quận 5 là anh hai của em đều thâu tóm hết khách hàng. Gia đình phất lên một phần là do công việc của ba em, một phần lại là do cái tiệm làm tóc của anh hai em cho ba mẹ mở. Mẹ kể vui lắm. Cái lần đầu tiên trong đời mà thấy người ta đi cắt tóc thì người ta phải bắt số. Đúng như là đi khám bệnh. Nói chung là cái thời nó thịnh vượng. Dạ đúng rồi. Anh của em sáng chiều thì cắt tóc, xong khuya thì lại đi vào vũ trường chơi. Mỗi ngày đều như vậy. Thì khi mà anh hai vào vũ trường chơi thì họ mới bỏ trong thuốc lá. Thì cái đó là anh hai nó bị nghiện, rồi mọi thứ nó bị kéo xuống theo. Ba mẹ bị thất bại trong công việc, có lại phá sản, là một phần cũng có bàn tay của anh hai trong đó. Chị cũng có 3 tháng ở trường cai nghiện. Dĩ nhiên là chị đi làm công tác xã hội ở trên đó. Và cái kịch bản mà anh em bị nghiện á,
nó vẫn là cái kịch bản thường lắm, nó có nhiều cái bối cảnh mà người ta nghiện tại cái thời điểm đó là mà nghe mà như chuyện đùa. Dạ. Nhưng mà thật sự nó là như vậy, và đúng là ma túy nó tàn phá. Dạ. Cuộc sống của chúng ta rất là khủng khiếp. Thế thì khi anh hai quay về Long An cùng với ba mẹ thì cái hành trình mà ảnh thực sự cai được nó có diễn ra không, hay là vẫn là tái nghiện? Cái lần cuối cùng mà anh hai về, thật ra là cái lần đó là cái lần thứ tư đó. Ừ. Là anh hai em đã bị suốt cái khoảng thời gian đó chịu cái áp lực là anh hai của em đập phá đồ đạc cũng có, chửi mắng ba mẹ để xin tiền đi mua thuốc cũng có. Lúc em oán hận người anh đó? Có chứ. Lúc đó thời điểm đó em chưa biết là anh của em không còn sống được bao lâu. Thậm chí là em giận anh rồi em cũng giận lây luôn cho cả ba mẹ. Em cứ thắc mắc là tại sao ba mẹ cứ im lặng để cho anh chửi rủa hỗn láo với mình như vậy. Ba mẹ không hề lên tiếng bất kỳ điều gì. Đến một cái khoảng thời gian nào đó khi mà em chịu đựng không được nữa thì những cái hành động tay chân nó xảy ra. Lúc đó mẹ em hoảng sợ, bởi vì bà hoàn toàn có thể sợ hãi cái việc là bị em bị phơi nhiễm. Lúc đó là mẹ có can ngăn. Em cứ nhớ hoài hai anh em khi mà chửi nhau và ổng chửi rất là ghê. Ổng bị mình tác động lại thì ổng lại ngồi co ro là ổng kêu mẹ. Em sợ hãi. Em cái hình ảnh co ro của người anh đó nó để lại cảm giác gì cho em Quang? Cũng để lại nhiều lắm đấy. Em thắp nhang cho anh hai. Khi mình nghĩ là những cái cảnh đó mình thấy hối hận lắm. Giá như mà lúc đó mình kiềm chế lại được một chút, mình biết anh của mình ra không có còn sống được bao lâu nữa, chắc này không có làm vậy. Nó cũng giống như giá như hồi xưa mình biết ngoại không còn bao lâu nữa mình sẽ nắm tay vào ngoại. Anh của em được trọn vẹn hơn. Tại cái lúc mà anh hấp hối, anh có kêu em lại, anh nói là cái lúc mà anh còn sống anh có làm cái gì cho em buồn đi, em bỏ qua cho anh. Tuy là anh có đau đớn về mặt xác thịt nhưng mà cái lúc mà anh cảm thấy trong lòng của mình nhẹ nhàng nhất. Em luôn được mọi người nói là anh hai là cái người thương em nhất. Em cũng có một cái tình cảm đặc biệt với anh hai từ trước tới giờ đều là vậy. Trong gia đình thì em nghe rất là nhiều cái chuyện tốt về anh hai. Khi mà gia đình khó khăn thì anh hai lại là cái người đầu tiên hy sinh nghỉ học để đi làm. Thậm chí nói ra có nhiều người không tin nhưng mà ngay cả cái chuyện mà cắt tóc là anh cũng phải tự đi học lén người ta chứ không có thầy dạy. Ừ. Chỉ vì một số cái sự đố kỵ của người khác thôi nó lại tàn phá cả hết cuộc đời của anh em. Sau này em rất là chăm hoạt động từ thiện dành cho những người bị nhiễm. Tại vì khi mà em nhìn họ thì em lại nhớ tới anh hai của em. Em nghĩ đơn giản là họ thật sự họ được xã hội chào đón. Khi mà họ quay trở về sau những cái ngày mà họ phạm sai lầm thì chắc là cái bước đường cùng của họ nó cũng không giống như là anh hai của em. Trong cái câu chuyện mà làm sao để giải quyết câu chuyện tái hòa nhập đó, chúng ta phải tác động đến cộng đồng nhiều lắm. Nhưng mà thực ra thì cộng đồng họ có những cái vướng mắc. Để cuối cùng thì cái lý tưởng nhất là cái việc giang tay đón nhận nó cũng chưa thể nào. Nhưng mà thực sự đúng như em nói, nếu như mà họ được hỗ trợ để không bị kích hoạt cái mặc cảm, không bị cảm thấy rằng mình là đồ bỏ đi trong cái đối xử của cộng đồng, thì cái sự quay đầu của họ có thể nó sẽ tốt hơn. Băng qua cái biến cố như vậy với anh hai ở cái thời mà mình đã là thanh niên rồi, có cái sự thay đổi mạnh mẽ nào ở bên trong của mình để mình khác đi một lần nữa không? Thường nghe nói là những cái người ở tầm cái lứa tuổi của em, người ta sẽ dùng thời gian để người ta nghĩ tới tương lai nhiều hơn. Còn em thì vẫn nghĩ tới tương lai thôi, nhưng mà chỉ dùng khoảng 30% để nghĩ tương lai thôi. Còn 70% thì em thường hay bị hoài niệm về những cái mà nó đã qua rồi. Bị cuốn về quá khứ. Em biết trân trọng những cái người ở bên cạnh mình. Vậy thì tại sao nó lại có những cái vướng mắc trong tình cảm riêng tư để rồi mình lại chạy loanh quanh vẫn không tìm ra lối? Cái vướng mắc lớn nhất nó chắc nó vẫn là cái cảm giác có lỗi. Em đôi lúc em sợ có lỗi với người khác. Cái người yêu đầu tiên của em thì em đã yêu theo đúng với cái bản dạng giới của mình chưa? Đúng rồi. Là năm đó là bao nhiêu tuổi? Vừa học lớp 12. Hai đứa vô tình quen nhau ở trên Yahoo thôi. Cái người yêu đầu tiên của em lúc đó là ở Đà Nẵng. Đẹp trai lắm. Mới cái thời gian quen nhau thì mọi thứ nó hồng lắm. Rồi cứ như vậy thôi, rồi mọi, sao? Mọi thứ em bị cắt liên lạc hoàn toàn. Đến bây giờ luôn? Đến bây giờ. Như là một cái cuộc tình nợ nhau lời chia tay. Cũng không hẳn là nợ, cho tới khi mà em biết được cái sự thật đó. Khi mà bị cắt liên lạc như vậy đó, thì em cứ nghĩ đơn giản là chắc người ta bỏ mình rồi. Mọi thứ bị cắt liên lạc khoảng 4 tháng. Em nhận được một cái cuộc điện thoại là của em trai, là người yêu đầu tiên của em ở Đà Nẵng, như bị ung thư mất rồi.
em sốc lắm, sốc như kiểu mà muốn khóc mà cũng khóc không được. Bạn không có muốn em biết bạn bị ung thư, vì muốn em tìm một người mới. Trong cái lúc mình bị rơi tự do như vậy, thì lúc đó em đã làm gì em nhớ không? Em nghĩ là chắc là cái điều mà tệ nhất mà em làm là em ăn quá nhiều. Đó là một buổi biểu hiện của trầm cảm rất rõ đó. Bắt đầu em có những cái hành vi nó hơi quá khích, đập phá đồ đạc. Em có một cái hồ cá, thì em lấy đồ em lại đập bể cái hồ cá đó đi. Và cái âm thanh vỡ nó làm cho em cảm giác như là mình được xoa dịu được một phần nào đó. Có khoái cảm về cái âm thanh đổ vỡ. Đúng. Thì em nhớ là em khám bệnh viện tâm thần ở trên Long An, thì bác sĩ mới nói là em bị trầm cảm và đặc biệt là bị rối loạn hành vi. Chuyện người yêu đầu tiên của em qua đời, anh hai của em làm xáo trộn gia đình, tất cả nó vô một chỗ một thời gian. Vậy thì cái việc trầm cảm của mình nó là đương nhiên. Bởi vì trong thời điểm đó mà em không trầm cảm thì em phải gì á? Em kỳ lắm, em không đúng đâu. Và chị tin là ba mẹ em cũng có những cái khó khăn tại thời điểm đó. Cho nên thương ba mẹ là thương, nhưng em không tìm thấy được cái sự tin tưởng và khỏe mạnh, dễ chịu trong cái gia đình của mình. Em vẫn còn nhớ cái thời gian mà em phải uống thuốc điều trị trầm cảm á. Nó giống như là địa ngục thật. Thì buổi tối uống xong rồi buổi sáng thức dậy, nó cứ lờ đờ. Tác dụng phụ mà. Xong rồi trưa lại uống rồi, cứ lại ngủ. Em phải uống trong bao lâu vậy? Gần một năm nữa. Là dài lắm. Dạ. Thật ra chỗ này thì chia sẻ thêm một tí, có nghĩa là trị bằng thuốc đối với các cái rối loạn về tâm thần là một cái bước rất là cần thiết. Nhưng mà thực ra trị liệu có những cái rối loạn về tâm thần, ví dụ như câu chuyện của em là rối loạn tâm thần, là các vấn đề nó đến từ mối quan hệ, nó đến từ cái tự tin bên trong, nó đến từ những cái điều nó thuộc về sức khỏe tâm thần á. Thuốc nó chỉ là cái sự hỗ trợ để em bình ổn được về cái nhịp sống, ví dụ như là về cái giấc ngủ của em, hoặc là về những cái việc là mình quá bị kích động thì bây giờ mình giảm. Nhưng mà để em thực sự khỏe mạnh lúc đó nó phải là như vậy nè. Thứ nhất, em phải thoát khỏi cái ám ảnh có lỗi với người yêu và cái sự dây dứt về một cái mối tình không trọn vẹn. Em phải là cái người giải quyết được với cái câu chuyện với ông anh hai của mình, hoặc là tha thứ, hoặc là ông phải hợp tác với mình để ông thay đổi. Và ba mẹ của mình phải cho mình những cái phản ứng mà mình cảm thấy như vậy nó mới hợp lý nè, như vậy thì gia đình của mình nó mới là gia đình nè. Rồi em phải có cái sự tự tin trong công việc của em. Thế là lúc đó mình học xong lớp 12 rồi thì mình cũng phải có đi làm, hoặc là mình đi học cái gì đó mà mình thấy là tương lai của mình nó sẽ rộng mở. Tức là em phải có những cái niềm tin trong hoạt động sống. Thì cái trị liệu tâm thần nó phải là như vậy. Nó phải là cái việc là xác lập lại toàn bộ cuộc sống như vậy. Chứ uống thuốc không thì không được. Trong khi đó là thời điểm đó là em chỉ có thuốc. Mà thuốc xong thì mình lại bị kém minh mẫn đi nữa. Về cơ bản là nó có một cái tác động là ức chế thần kinh. Thì em nhìn cuộc sống của mình nó vẫn hỗn độn như vậy. Tất cả mọi cái điều đó nó vẫn còn nguyên đó. Đi qua rất nhiều những cái trải nghiệm mà thực ra chị nghĩ là cái điều mà mọi người nhìn thấy ở em nó là một cái hình ảnh có thể nó bình an hơn những gì em kể. Nếu như cần được đúc kết thì em sẽ muốn cho mọi người nghe những cái triết lý gì? Triết lý thì em cũng không dám nói, nhưng mà kiểu những cái cảm nhận của mình thì em nghĩ cái quan trọng nhất là mình vẫn nên để tâm đến những cái người xung quanh mình. Mọi thứ ở trong lòng đừng có nên giấu giếm nhiều quá. Cảm ơn em với cái câu chuyện, nó rất là nhiều chất liệu. Thực ra nó có quá nhiều thứ trong câu chuyện của em để chị có thể thấy rằng là nếu như là phụ huynh và mọi người đang theo dõi câu chuyện của Quang ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng là tình yêu thương mà chúng ta nói với những đứa con đó, nó không thể nào là một cái câu nói đơn thuần là cha mẹ thì phải thương con cái. Mà con cái nó sẽ cần minh chứng, nó cần những cái động tác cụ thể từ bữa ăn giấc ngủ. Cảm ơn về một cái thông tin là có những ngày em đã không muốn về nhà, em phải ở bên ngoài thật là lâu, thì nó thật là tốt đối với em. Thì nó cũng là cái trải nghiệm mà chị tin là có rất nhiều phụ huynh đang nhìn thấy ở con mình là nó đúng thật là nó không về nhà đúng giờ. Vậy thì lý do là gì? Cũng không đơn thuần là nó tụ tập với đám bạn đâu. Đôi khi là vì sự cô đơn trong gia đình mà nó mới đi tụ tập với đám bạn, cũng không biết cái nào trước cái nào sau. Thì hãy nhìn để hiểu được vấn đề, nên mạnh dạn và yêu thương hết lòng. Bởi vì bây giờ nó đang tiếp tục ổn rồi, thì hy vọng là em duy trì được cái điều này ha. Cảm ơn em. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình tuần này đã hết rồi, chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần sau. Đầu tiên là xin mời chị giới thiệu bản thân mình. Chị tên là Bạch Nhung. Dạ, xin mời chị giới thiệu bản thân mình. Chị tên là Nhung. Chị sinh năm 1990. Hiện tại thì đang công tác ở bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chị hãy dùng 3 từ để miêu tả bản thân mình. Chị là hòa đồng, thấu hiểu và
Chị ơi, chị xưng mình chứ. Mình. Dạ, xưng mình. À, hãy dùng ba từ để mô tả bản thân mình. Mình thì tính cách của mình hòa đồng, thấu hiểu và luôn chân thành. Chị có bạn, chị có mối tình nào sâu đậm không ạ? Có chứ, dĩ nhiên là mối tình đầu. Là mối tình đó khoảng bao lâu ạ? Cách đây khoảng 15 năm. Chị có thể nói rõ hơn về mối tình đó không? Mối tình đó thì giống như hồi học sinh. Học sinh thì khi mà bắt đầu mình có cái cảm giác, cảm xúc mình thích một ai đó. Thì cái mối tình đầu đó là nó rất là nhanh, nhưng mà nó lại để lại rất là nhiều kỷ niệm. Và cái mối tình đầu đó để lại kỷ niệm nhiều cho chị, đó là nụ hôn đầu tiên ở trên trán chứ không phải trên môi. từ khi mà cái mối tình đầu kết thúc đến tận bây giờ là chị có trả ra thêm mối tình nào nữa không ạ? Cũng có thêm một mối tình nữa. Nếu như mà người yêu của chị có anh trai, có em gái mưa á, thì chị có chấp nhận lắm đó không? Không, đặc biệt là chị không chấp nhận có em gái mình. Chị có thể nói rõ hơn quan điểm của mình về việc này không ạ? Cái quan điểm của chị là em là ra em, còn chứ không có em gái mưa hay là anh trai mưa gì hết. Chị rất là quan điểm rõ ràng. Bạn bè là bạn bè. Nhưng mà nếu như mà có bạn thân là con gái, bạn thân là con gái thì ok, chị không vấn đề gì hết. À, chị nghĩ sao là sống thử? Ừ à? Sống thử. Thực tế thì bây giờ rất nhiều bạn trẻ thích sống thử. Nhưng mà sống thử đó thì cái sự tổn thương và cái sự thiệt thòi nó mang lại cho nhiều con gái rất là nhiều. Cho nên là chị khuyên các bạn là không nên sống thử. Mình có thể tìm hiểu kỹ, không cần phải sống thử. Nếu như mà người yêu của chị là tức giận quá, đánh chị, thậm dùng lời lẽ nặng nề với chị, thậm chí là nặng hơn. Không sao, cơ này đang nặng. Thậm chí nặng hơn nữa là đánh chị á, thì chị sẽ phản ứng như thế nào? Chị sẽ làm điều gì ngay sau đó? Chị chắc chắn chị không chấp nhận một người bạn trai có quyền đánh hay là xúc phạm tới chị. Tại vì cha mẹ mình cũng chưa bao giờ mà xúc phạm đánh mình tới mức đó. Thì cho nên chị sẽ quyết định là chị chia tay người đó. Chị là rất là thẳng thắn, không có sự tha thứ với những người như vậy. Chị nghĩ chị là một người yêu bằng mắt hay yêu bằng tai? Chị thì bằng mắt bằng tai thì dĩ nhiên là tất cả mọi người đều nhìn rồi đều có thể lắng nghe, nhưng mà chính trái tim chị thì mới thực sự là yêu. Chị có chính trái tim này. Vậy là có, chị có quan trọng có cảm xúc về ngoại hình? Ngoại hình thì dĩ nhiên là khi mà trước khi mà mình nhìn, dĩ nhiên mình phải thấy, cảm thấy là ở ngoại hình đó nó dễ nhìn, thì đó là cái cảm xúc đầu tiên. Dĩ nhiên là ngoại hình là phải vậy. Khi gặp một người nam thì chị sẽ bị ấn tượng về điều gì của bạn trước tiên, ấn tượng đầu tiên? Đó là cái chị rất là xinh đẹp, và là sao rồi đến giờ chị vẫn còn một mình. người ta thường nói là nếu mà người ta hay gắn cho mình cái mác là chị đó xinh đẹp vậy chắc là có người yêu rồi, thì bởi vì nhiều người nghĩ như vậy cho nên chị mới ấy. Nhưng không phải là ấy, mà do cái suy nghĩ của mình. Khi mình còn trẻ thì suy nghĩ mình nó dễ hơn, còn khi mà mình trưởng thành rồi thì cái cuộc sống của mình nó tự lập được. Mình cần người thấu hiểu hơn là vui vẻ hay là chỉ có đi chơi này kia. Nói chung là không có xác định mối quan hệ thì chị cũng không có đôi sao tăng. Tại sao hôm nay chị lại quyết định mặc áo dài để tham gia chương trình ạ? Tại vì chị rất là yêu thích áo dài. Và cái thứ hai là áo dài là truyền thống của người Việt Nam. Cái thứ ba là cũng sắp Tết thì chị rất muốn mặc cái bộ áo dài này. Tại vì bình thường thì mình ít khi được mặc những cái bộ trang phục như thế này. Chiếc áo dài này có nói lên được tính cách hay là cái điều gì về chị? Tại vì chị là một nữ là hướng nội và là người của gia đình. Ngoài cái đó thì chị cũng có hướng ngoại, nhưng hướng ngoại là đó là nó cái phần trăm nó ít hơn. Cái nút bấm hẹn hò trên sân khấu nó rất là quan trọng. Thì
nếu như mà bạn trai thật sự là không có vừa ý của mình lắm á, thì chị có quyết định bấm hay là sẽ không bấm? Tại vì có nhiều người sẽ là kiểu như là bấm vì nể hoặc là vì nha, thì họ đối phương mất mặt á, thì chị nghĩ sao về cái việc này? Chị cũng coi chương trình rất nhiều và chị thấy là nhiều người họ sợ là khi mà bạn nữ không bấm, không chọn thì khi khán giả sẽ nghĩ là cô này chẳng như này kia không. Cái đó là quan điểm tình yêu của mỗi người, quan điểm của mỗi người khác. Thì nếu như chị cảm thấy không hợp thì chị sẽ không bấm. Chị là một người hướng nội về chị. Vậy chị có chấp nhận cái việc là chị từ bỏ công việc của mình để hoàn toàn ở nhà, chị làm nội trợ ở nhà? Không, hồi nãy chị với nói với em là chị hướng nội nhiều nhưng mà vẫn hướng ngoại, nghĩa là chị sẽ vừa sắp xếp vừa đi làm và vừa công việc gia đình. Chị không phải là một người là chị ở nhà để lo công việc gia đình, chị sẽ phải đi làm. Nhưng mà nếu như mà người bạn trai đó của chị là vừa là ép chị là em phải ở nhà, em nội trợ, em chăm sóc con cái đi rồi để anh kiếm tiền anh về anh nuôi em, lo cho em. Không, với chị quan điểm nó khác, giờ nó là bình đẳng. Dĩ nhiên cái người phụ nữ là phải chăm sóc mình, chị sẽ thu xếp mọi thứ để chị vẫn đi làm và vẫn có thể là chăm lo gia đình. Chứ chị không có phải là một người chị ở nhà, chị không thích ở nhà, thật sự là như vậy. Tại vì lao động nó là mang lại cái sự thoải mái, cái sự mỗi người lao động là nó có ý nghĩa hơn là ở nhà không. Chị có tự tin trong việc nếu như mà mình phải làm dâu không? Chị hoàn toàn tự tin về tính cách và con người của chị. Chị sống bằng cái tâm. Thì chị không biết là chị sẽ gặp người mẹ chồng hay là người em chồng, gia đình chồng như thế nào. Nhưng mà chị sẽ sống bằng chính cái trái tim và cái tâm của mình. Dạ, như vậy được rồi ạ. Xin mời chị giới thiệu bản thân mình ạ. Dạ, mình tên là Nguyễn Ngọc Tươi. Hiện tại thì mình 26 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Chị hãy dùng 3 từ để miêu tả bản thân mình. Hài hước, vui vẻ và trong học. Cô ơi, cô thấy chị đó nói đúng không ạ? 3 từ. Đúng. Cháu nhận rất là vui chị đó. Chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? Mình đã trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình thứ nhất là năm nhất đại học. Do là mình đậu đại học, bạn đó không đậu, cho nên là cái sự mà tôn trọng của một người đàn ông á, cho nên là anh ấy là quyết định là chia tay. Còn mối tình thứ hai là gần đây, do là anh ấy nhỏ tuổi hơn tới 2 tuổi rồi, cho nên là cảm thấy là sợ mình sẽ già so với anh ấy, và gia đình cũng cảm thấy không đồng thuận, cho nên là mình tiếp tục không có quen nữa nên là chia tay. Cô ơi, cô có thể chia sẻ thêm là tại sao cô lại quyết định, cô cũng kiểu như là về phía gia đình á, tại sao mình cũng không đồng ý bạn trai nhỏ tuổi hơn? Tại vì bạn trai nhỏ tuổi hơn thì cái sự mà người tính toán á, quản lý gia đình á, nó mà không có được hòa hảo chứ không được mà chín chắn không. Mà mình muốn ra mà giao con mình cho một người nào mà tuổi hay cao hơn mình á, là chín chắn hơn, lo đời sống cho con mình sau này, cho con mình nó được tốt. Cô có thể nói rõ về một cái hình mẫu về chàng rể của mình mong muốn không ạ? Chàng rể tôi muốn là hòa đồng, vui vẻ, có cái nghề gì mà để lo cho đời sống con mình sau này vậy đó, cho con mình được mà sung sướng ha. Còn về chị thì sao ạ? Dạ, về ngoại hình và hình mẫu lý tưởng thì chỉ cần anh đó cao trên 1m60, 1m65 thôi, tại vì mình cao có 1m52 hà, nên là đứng cho nó tương xứng. Công việc thì ổn định, không có phải là nghề tự do á. Nói chung là con người phải có đạo đức và biết yêu thương bạn gái của mình thì là được rồi. Dạ, chị nghĩ như thế nào về sống thử à? Sống thử thì hiện tại bây giờ tình trạng xã hội đó là một vấn đề hết sức là bình thường thôi, nhưng mà cũng là một vấn đề hết sức là nan giải. Nhưng mà sống thử thì có rất nhiều là phương pháp, chỉ cần mình sống thử đúng với cái suy nghĩ và cái xã hội chấp nhận thì mọi người sẽ chấp nhận và hoan nghênh. Nếu như mà sống thử lệch lạc hoặc là sai với chuẩn mực đạo đức xã hội thì cái vấn đề đó chúng mình cần phải là triệt tiêu ngay từ ban đầu. Cô ơi, cô nếu như mà chị lỡ sống thử đó thì cô nghĩ thế nào? Không, tại vì gia đình của tôi đó giờ là gia đình cũng như là hồi ông bà chưa lại là nho giáo đạo đức không có, nên cái gì cái thì tìm hiểu cho rõ ràng rồi quyết định tiến tới hôn nhân chứ không cho xuống thử.
Cái điều gì mà chị không thích nhất ở một người đàn ông hả? Dạ, điều mà mình không thích nhất ở một người đàn ông á, thứ nhất đó là hút thuốc. Hút thuốc nè, xăm mình nè, rồi nói chung là có cái tính ích kỷ hay là tính toán chi ly với người phụ nữ, mà đặc biệt là người phụ nữ sau này sẽ sống chung với mình. Và con người là không có đạo đức, nghĩa là không biết kính trên nhường dưới, gặp người lớn không chào hỏi hoặc là lấy mắt ngó không nhìn á, thì cái vấn đề đó là không chấp nhận. Chị có thấy là mấy cái kiểu mấy vấn đề chị nói ra là chị mình có khó quá với người yêu không? Cái đó là mình, cái đó là cái tiêu chuẩn mình đặt ra, nhưng mà không ai hoàn hảo 100% hết được, cái này thì sẽ mất cái kia. Mình không đòi hỏi hoàn toàn người đàn ông phải đúng với cái hình mẫu của mình, nhưng ít chí ít thì phải được 50% hoặc là 60% trong một cái tiếp đó thì được rồi. Khi mà gặp một người nam thì mình sẽ bị thu hút nhất về điểm gì ạ? Nếu như mà gặp một cái người nam thu hút nhất đó chính là cái ánh mắt. Cái ánh mắt nếu như mà bắt nhịp được tần số với mình á, thì mình có cảm giác là tin tưởng, thì đặc biệt rất là thu hút, là dễ dàng tiếp xúc với nhau. Chị không phải là một mẫu phụ nữ của gia đình không ạ? Theo như nhận xét của bản thân thì cũng có thể là một người mẫu phụ nữ của gia đình, nhưng mà còn phải trau dồi nhiều hơn nữa, hoặc là còn phải có một thời gian học hỏi nhiều hơn nữa để có thể là cho hoàn hảo hơn, để thành cái tiếp người phụ nữ của gia đình. Em thấy chị và mẹ rất là thân thiết với nhau á, thì mình có ý định làm dâu hay là bắt rễ ạ? Dạ thì em theo như ông bà ngày xưa á, thì mình phải làm dâu, nhưng mà theo thời đại bây giờ á, công việc á nó linh hoạt, nó đòi hỏi có thể là mình không thể làm dâu được. Nếu như mình làm dâu thì công việc mình nó không có đảm bảo được á, nhưng mà mình cũng phải cố gắng sắp xếp linh hoạt sau đó để có thể phù hợp bên chồng và bên mẹ mình để một cách chu đáo nhất. Cô có đồng ý cho con mình làm dâu không, hay là muốn bắt rẻ? Dạ, bắt rẻ thì đó giờ là gia đình thu bắt rẻ, nhưng mà tại vì con mình nó thì thượng giá thì phải làm dâu. Có chồng phải thay chồng, bây giờ sự nghiệp là chú có thấy rồi đó, là sống ở đâu được thì hồi đó giờ gả con, tôi có gả đứa rồi gả con thì cũng có gia, là con có sự nghiệp rồi thì con có làm ở đâu được thì nó làm cho sự nghiệp, thì cũng phải tranh thủ một thời gian, chút thời gian cũng phải về làm dâu gia đình. Rất là được rồi. Dạ được rồi, con cảm ơn cô với chị ạ. Nam nữ thì tập cái sắp quay. Hỏi đi, bắt đầu. Em nhìn máy nhanh được nhìn em. Rồi, cái cảm xúc của mình như thế nào sau khi vừa đòi mình đi hình thì bạn nữ không có bấm nút cho mình? Thì mình cảm thấy cũng hơi buồn, nhưng mà không sao. Tại vì đã nói là duyên nợ, nếu mà nữ không bấm nút thì đó không phải là duyên nợ của mình. Bạn nghĩ cái lý do thật sự bạn nữ không bấm nút là gì? Chắc mình nghĩ là lý do thật sự đây là mình không muốn ở nhà ở riêng. Thì đại đa số bạn trẻ hàng ngày đều muốn ở riêng, đều muốn có gia đình riêng cho mình. Mình thì muốn ở chung với gia đình để thêm ấm cúng, với để quan tâm chăm sóc gia đình lẫn nhau. Trước giờ mình có chia tay một cái mối tình nào hay là vì cái lý do đó mà mình chia tay mối tình nào chưa? Không có, mình không có gì lý do này mà chia tay. Mấy bạn nữ khác thì không có gì lý do này mà chia tay. Rồi, nếu mà sau này mình tìm bạn gái mà tiếp tục, vì có thể là lúc mới quen người ta không nói như vậy, nhưng mà sau này người ta cũng chia sẻ cái lý do như vậy, thì mình có định thay đổi cái quan điểm của mình hay không? Thì lúc đó mình sẽ... Mình chia sẻ nguyên thôi. Thì lúc đó mình... mình sau khi tìm hiểu bạn gái, nếu mà bạn gái có ý định đó thì mình sẽ về có ý định sống riêng, thì mình sẽ về bàn bạc với gia đình ý định của bạn gái đó, mình mà hai đứa mình quyết định. Bây giờ nếu mà bạn gái muốn quen một thời gian lâu và sắp cưới, bạn gái yêu cầu ra ở riêng thì mình quyết định như thế nào? Nếu bạn gái quyết định ra ở riêng thì mình cũng tôn trọng quyết định của cô ấy, mình sẽ ra riêng. Bạn cảm nhận như thế nào về, bạn nhận xét như thế nào về cái bạn gái hôm nay ghi hình chung với mình? Thì mình thấy bạn gái cũng dễ nhìn. Chia sẻ nhiều tí. Dễ nhìn, với bạn gái nó cũng khá thẳng thắn.
thì bạn gái đó không ấm nút cho mình có cảm xúc của mình như thế nào? Thì mình thấy hơi buồn. Hơi buồn hả? Rồi cái dự định, cái kế hoạch sau này của mình sau khi tham gia cái chương trình này thất bại thì cái kế hoạch tìm bạn gái sau này của mình sẽ như thế nào? Thì mình sẽ tùy vào duyên số của mình thôi. Nếu mà mình có phước thì mình gặp được người hiểu ý của mình, còn không có thì mình cũng chịu. Mình ý là mình dự định tìm bạn gái bằng cách nào, như thế nào? Mình dự định tìm bạn gái thì thông qua các mối quan hệ khác, không qua chương trình nữa. Nếu mà sau chương trình này phát lên có những cái bạn gái mà thấy phù hợp với mình á, thì mình có cái yêu cầu gì khác với bạn gái không? Mình nói luôn để những cái bạn khác khi mà xem cái bạn gái đó đừng có nhỏ tuổi qua với mình quá. Mình thấy nãy bạn gái đó 30, mình 37 thì có lẽ hai quan điểm nó trái ngược với nhau. Đừng có nhỏ tuổi với mình quá thì có thể thông cảm quan điểm với mình. Vậy là chính xác là tầm bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được. Nói luôn, bây giờ mình chia sẻ luôn cái mẫu người của mình ở đây cho dễ tìm ha. Bây giờ mình nói lại cái mẫu người lý tưởng của mình. Mẫu người lý tưởng của mình là cao 1m55 trở lên, nhỏ hơn 1-2 tuổi, dễ nhìn, với biết quan tâm gia đình và biết quan tâm gắn bó với gia đình. Rồi, mình chia sẻ một cái điều gì cuối cùng dành cho chương trình hay là gửi gắm gì những người khác để kết thúc ha? Mình cảm ơn chương trình đã cho mình tham gia chương trình này. Mình chúc các bạn sẽ sống được tìm được một nửa của mình. Qua đây. Dạ. Chị ơi, chị qua trả cho em chút. Ok, cảm ơn chị. Dạ, không có lấy tiếng chị nên là em trả lời nguyên câu á. Em đi. Lặp lại một phần câu hỏi để cho khán giả hiểu. Ha. Từ từ chị ơi, cho bạn đi qua luôn đi. Qua. Mang đồ qua. Mang đồ qua. Đây, đây. Để đi chứ. Rồi, cái cảm xúc của mình hiện tại như thế nào sau cái buổi ghi hình? Thì em thấy anh đó cũng chân thật, thiệt thà. Cái lý do thật sự mà mình không bấm nút là gì? Em cảm thấy còn băn khoăn về cái ảnh hơi khá có cái bảo thủ. Mình tức là những cái biểu hiện qua thấy như thế nào mà mình thấy là ảnh bảo thủ? Em thấy ảnh là kỹ tính và mình cứ chia sẻ dài. Mình sợ hay là sao? Mình thấy vậy mình sợ hay là sao? Không, tức là em cảm thấy ảnh bảo thủ và em cảm thấy sợ ảnh gia trưởng hay là như thế nào? Em cứ chia sẻ cái cảm xúc thật của em. Em cũng sợ ảnh bảo thủ một phần, không có gọi là cứ suy nghĩ từ từ lắm một phần ra. Mình cứ nói lên cái cảm xúc thật của mình thôi. Anh không có tới lập trường riêng của mình. Tức là theo em như vậy là không có lập trường. Rồi lần đầu tiên là ghi hình coi như bạn muốn họ là phát sóng rất nhiều lần rồi. Lần đầu tiên là anh Linh mới năn nỉ em bằng nỉ một bạn gái bấm nút, em thấy như thế nào? Em thấy như vậy em có bao giờ lăng tăng, em có bao giờ hối hận là như vậy là em đánh rơi một bạn trai tốt không? Em có hối hận về cái quyết định mà không bấm nút của mình không? Em nghĩ là không, và em không bấm nút thì em cũng muốn ảnh có cơ hội để tìm một người hợp hơn em. Rồi, nếu mà ví dụ không bấm nút cho bạn, nhưng mà nếu mà hai người liên lạc với nhau sau này, em có cho ảnh một cơ hội khác không? Thì nếu mà em với ảnh phóng viên nhưng mà em vẫn muốn ảnh là
một người bạn có thể quan tâm hoặc là chia sẻ cũng được. Nhưng mà có cho cơ hội làm yêu không? Rồi bây giờ mình nói một cái điều gì đó với chương trình, với các bạn khán giả. Em trước tiên em xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em có thể gặp gỡ và tìm hiểu những người. Thì cái duyên của em nó chưa tới, nó không được may mắn và nó gọi là thì em muốn chúc những người sau sẽ có cái gì đó nó may mắn hơn em. Em nói luôn đi, em nói luôn. Chúc mọi người, những các bạn sau sẽ may mắn hơn em. Chúc các bạn sau sẽ may mắn hơn em. Rồi, cảm ơn em.